Kính thưa quý vị, nạn dịch phát xuất từ Vũ Hán đã làm tê liệt kinh tế toàn cầu. Và trong mấy tháng gần đây, một số quốc gia bắt đầu đã lên tiếng và muốn tìm hiểu cái nguồn gốc của con virus này phát xuất từ đâu. Cũng trong tình trạng này, họ cũng muốn tìm ra một giải pháp nào đó để ngăn chặn những cái con virus trong tương lai. Đó là mẫu chuyện mà chúng tôi muốn đưa đến quý vị hôm nay. Mời quý vị theo dõi phần nói chuyện của chúng tôi vừa. Thì chúng tôi và ông Đỗ Như Điện. Xin mời chú Điện. Vâng, anh Tiết. Vâng, để cho nhắc lại một số những cái dữ kiện mà nhiều quý thính giả có lẽ từ những tháng đầu không theo dõi đó, thì cho phép tôi tóm tắt như thế này. Khi mà cái dịch bệnh gọi là coronavirus nó phát xuất từ thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ở bên Trung Cộng đó, thì những cái nguồn tin lúc ban đầu nó vào giữa tháng 12 năm 2019. Thế nhưng mà cho tới giữa tháng Giêng năm 2020 thì thế giới mới bắt đầu biết tin, nhưng mà không ai biết rằng nó nguy hiểm như thế nào và nó lây nhiễm như thế nào. Bởi vì cho mãi tới giữa tháng Giêng rồi tới đối với Hoa Kỳ đó, thì Tổng thống Donald Trump ngày 28 tháng Giêng, lúc đó ở Hoa Kỳ chưa hề có một người nào tử vong và cái số lây nhiễm cũng chưa biết là có bao nhiêu, không biết gì cả. Thì ông ấy đã, việc đầu tiên là đã thành lập cái ủy ban đặc nhiệm ngày 28 tháng Giêng. Và tới ngày 31 tháng Giêng ấy thì Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu kiểm soát 5 cái phi trường, tức là ngăn chặn những cái người, không cho những cái người mà bay từ Trung Cộng vào Mỹ. Thì đó là giai đoạn rất là đầu. Nhưng mà lúc đó chưa ai biết, Mỹ chưa có một cái thông tin nào và cũng chưa nhận được bất cứ một cái khuyến cáo nào từ cái Tổ chức Y tế Thế giới. Trong khi ấy nó rơi vào một cái tình trạng như Tiết là biết và quý thính giả nhớ, 25 tháng Giêng là ngày Tết âm lịch. Do đó, trong cái thời gian chuẩn bị Tết âm lịch thì ở bên Vũ Hán xảy ra cái vụ này. Và vì người ta chuẩn bị ăn Tết, do đó nó có hai cái biến động rất là lớn. Thứ nhất là chuẩn bị ăn Tết. Thứ hai nữa đó là hàng triệu người nhân viên làm việc ở trong Vũ Hán cũng như các thành phố, họ về nhà để nghỉ Tết hay là họ đi du lịch hay là bay về Mỹ ở đây đi Âu Châu. Và có khoảng độ 5 triệu người từ Vũ Hán đã bay đi. Đấy. Thì chúng ta nhớ lại chuyện đó. Thì chúng ta mới nhớ đến cái câu chuyện là bác sĩ Lý Văn Lượng, tức là một ông bác sĩ về nhãn khoa, ông ta mới cùng với 7 bác sĩ khác đó, mới thông báo cho Sở Y tế ở Vũ Hán là có một cái loại vi khuẩn mà ông ta tin rằng đây là một cái chủng mới. Chưa biết nó sẽ như thế nào, có thể rất nguy hiểm. Thì vì lúc đó họ đang chuẩn bị Tết và tại thành phố Vũ Hán họ có một cái bữa tiệc quy tụ 40.000 gia đình. Do đó họ mới trấn áp, cấm không được cho ông này phát biểu gì. Cái chuyện này không được nói ra. Và vì vậy giữa Bắc Kinh cũng như là Vũ Hán đó, gần như là có lệnh chung là tất cả ém nhạm hết. Và ém nhạm như vậy cho đến khi mãi tới gần cuối tháng Giêng thì lúc đó người bên đó mới xác nhận rằng cái này, cái loại vi khuẩn này nó có khả năng là lây nhiễm từ người qua người. Nhưng mà các cái thông tin này vẫn còn vô cùng mờ mịt, chưa có gì cả, bởi vì đặc biệt là cái Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO đó, thì lại cũng không có thông báo gì mà lại cũng nghe Tổng thống Mỹ là cấm không cho bay, không có nhận những người từ Trung Quốc qua, thì họ cũng như ngay là dân Mỹ thôi, ngay là những người mà không ưa Tổng thống Trump thì họ nói là ông này kỳ thị, rồi ông này là tại sao lại ngăn cấm như vậy, vân 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 vân. Đó là cái giai đoạn hết sức là quan trọng, bởi vì trong cái giai đoạn đó là có hàng triệu người đi du lịch và đi về ăn Tết các thứ, mà những người đó chẳng biết ai có bệnh hay không. Thế người ta đã đi rồi, thì đến khi mà 3-4 tuần sau nó phát bệnh thì nó lây nhiễm, và cho đến bây giờ chúng ta thấy sau gần 6 tháng thì với trên thế giới là hơn 3 triệu người, và cho đến bây giờ cái số tử vong rất là cao và nó còn đang lây nhiễm. Vì vậy mà cái này nó không phải là chỉ có dịch bệnh không, mà nó tác hại cái nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy
gần đây sau khi mà các nước Tây phương Âu Mỹ rơi vào một cái tình trạng hết sức là bế tắc, là bởi vì đâu có chuẩn bị cái chuyện nó dịch bệnh nó lớn như vậy đâu. Nhưng mà trở lại cái câu nói của chú đó, thì bây giờ này tất cả những cái chính quyền, kể cả chính quyền của ông tổng thống của mình, ông tổng thống Trump, là có một cái xu hướng gọi là bắt China hoặc là bắt Trung Cộng phải chịu trách nhiệm, hoặc là đổ tội cho Trung Cộng trong cái vấn đề này, hoặc là WHO không có làm việc cho cả thế giới mà chỉ nghĩ là làm việc cho Trung Cộng không, và mình đã cắt viện trợ cho cái cơ quan này. Thì theo như chú đó, cái đường lối chính sách của ông Trump đối với lại Trung Cộng trong thời điểm này hoặc là thế giới, thì chú thấy cái đường xu hướng này nó có phản tác dụng hay là nó có xu hướng giúp cho cái chính quyền Mỹ hiện tại để mà đối phó với lại cái con virus này hiện bây giờ này, hay là trong tương lai hay là không? Trước nhất ấy, thì chúng ta phải thấy có 2-3 vấn đề mà khi Tiết đặt ra cái câu hỏi đó. Việc thứ nhất đấy là nước nào bây giờ cũng lo cứu dân trước, đúng không? Cứu dân rồi nó cứu kinh tế. Thế nhưng mà muốn giải quyết rốt ráo đó thì người ta muốn trở về nguồn để hiểu rằng tại sao mà cái chỗ nó phát xuất như vậy lại không thông tin sớm và lại không có những cái biện pháp cũng như những cái thông tin cần thiết để cho cả thế giới đề phòng. Đó là cái vấn đề. Thành ra vì vậy mà Tổng thống Trump cũng như Úc cũng như một số nước họ bị nạn nặng quá thì họ bảo rằng như vậy đó, giả như Trung Cộng mà thành thật và cái tổ chức y tế thế giới đó cũng thành thật thông báo rất sớm nói rằng đây là có một cái dịch bệnh này, bởi vì từ xưa đến giờ nó đã xảy ra nhiều dịch bệnh như vậy rồi, nhiều tương tự như SARS hay là Ebola hoặc là những cái dịch bệnh khác, thì lập tức là cái tổ chức y tế thế giới là thông báo cho toàn thế giới biết liền là có ở cái chỗ này nó có một cái dịch bệnh như vậy và trong cái hoàn cảnh này nó có thể lây lan, vì vậy xin các nơi chuẩn bị để mà đối phó. Nhưng mà chuyện này không xảy ra, và khi Mỹ thấy vấn đề này thì Mỹ đã yêu cầu gửi chuyên viên qua để giúp, thì lập tức bên phía Trung Cộng từ chối ngay. Và trong khi ấy đó thì Hoa Kỳ là cái nước mà yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới phải ban hành cái tình trạng gọi là bệnh dịch toàn cầu. Nhưng mà Tổ chức Y tế Thế giới thì hoàn toàn là không làm chuyện đó. Cứ chần chừ riết cho đến khi mà thấy nó lan ra khắp nơi rồi đó, thì vẫn tiếp tục mà chần chừ. Vì thế mà có rất nhiều những cái chứng cứ cho thấy rằng là thứ nhất là Trung Cộng... vì họ đã lỡ giấu giếm trong những cái tuần đầu mà cái tuần quan trọng nhất ấy, không được thông tin rồi. Thứ hai, cái Tổ chức Y tế Thế giới mà lại do cái ông Petros, ông này đó, thì chúng ta phải biết một mở ngoặc đóng ngoặc một chút. Ông ta trước đây đó, trước khi làm bác sĩ còn trẻ đó, là một người theo Cộng sản. Ông là người một đảng viên Cộng sản. Nhưng mà khi ông ấy trở thành bác sĩ và ông làm việc đó, thì không biết ông còn như không. Và thứ hai nữa là cái nước Ethiopia, tức là cái nước đó là được Trung Cộng tài trợ rất là nhiều, rất là lớn trong cái việc mà phát triển cái đất nước đó. Do đó có lẽ là ông ấy bị áp lực, là một áp lực có thể mua chuộc, có thể bị áp lực. Do đó tất cả những cái hoạt động, những cái động thái của ông ấy nó đi theo những cái gì mà Trung Cộng muốn. Bây giờ thì ai cũng thấy rõ chuyện đó rồi. Hai vấn đề, nếu mà thật sự đó, mà cái này mình nói là mình cầu trời nó đừng có xảy ra nữa, nhưng mà lỡ mà nó xảy ra tại Trung Cộng một lần nữa, thì liệu Trung Cộng có gọi là minh bạch hóa những cái sự mà gọi thì mà đòi hỏi Trung Cộng bây giờ này, thì lần sau chắc gì họ đã làm, đúng không? Mà nếu mà làm bây giờ, cái cách mà ông Trump đối xử với Trung Cộng thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là trước khi cái vụ này thì ông cũng đã có một số gọi là cấm vận kinh tế với lại Trung Cộng, thì nhiều người nghĩ là đây là một cái cơ hội để cho ông tiếp tục làm công tác này hoặc là làm mạnh tay, là tại vì ông trong cái thời gian tranh cử. Thì theo như chú thấy đó là nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nếu nó không có cái này, mình nói là giả thử như nó không có cái virus corona này,
thì cái chính sách của Tổng thống Trump vẫn là vấn đề giải quyết thâm hụt mậu dịch với Mỹ. Và giải quyết thâm hụt mậu dịch với Mỹ không phải là chỉ về thương mại không, mà đường lối của Tổng thống Trump là muốn Trung Cộng phải chơi sòng phẳng, đặc biệt với trong cái WTO, tức là cái tổ chức thương mại toàn cầu. Bởi vì Trung Cộng, nhớ nhé, Trung Cộng được hưởng cái quy chế đặc biệt của những nước không phát triển, chậm phát triển. Và vì vậy được hưởng cái quy chế đó, trong khi ấy đó thì cái thâm hụt mậu dịch là 300-400 tỷ một năm, lên gần 500 tỷ một năm giữa thương mại. Vì thế đặc biệt của Tổng thống là ok, tôi mua của anh một đồng thì anh phải ráng mua của tôi 80-90 sen, chứ còn tôi toàn mua của anh không đó, mà anh chả mua của tôi nên anh đi mua của mấy nước khác thì không fair. Thứ nhất. Thứ hai nữa, anh được hưởng những cái quy chế về thuế má rất là đặc biệt. Thế thì đó là không fair, bởi vì từ xưa đến giờ rõ ràng là anh là cái xưởng sản xuất của thế giới, nhưng mà kỹ thuật đó là của chúng tôi, của Mỹ đưa qua, của Âu Châu đưa qua. Anh sử dụng những cái đó, anh sản xuất hàng hóa rẻ rồi anh lại bán lại chúng tôi, anh lấy lời. Mà anh chả phải mất tiền nghiên cứu mẹ gì cả. Cái đây chứ không fair. Do đó Tổng thống Trump muốn đưa Trung Cộng vào một cái chỗ là phải làm ăn bình đẳng, sòng phẳng. Đó là cái con đường chính. Còn cái vấn đề buôn bán ấy, thì tất nhiên là nếu mà anh không mua của tôi thì hàng hóa của anh tôi phải đánh thuế để tôi lấy lại phần nào chứ. Trước cái đại dịch này đó thì chúng ta thấy có những cuộc thương thảo cũng là rất là cay go, và gần như là giai đoạn cuối thì Trung Cộng đã nhượng bộ và cũng có một số thương thảo đã được ký kết. Thì như chú thấy đó, nếu mà thực sự là tiếp tục cái con đường này thì ai cũng nghĩ là ông Trump rất là quá khích về cái vấn đề là mậu dịch với lại Trung Cộng. Rồi bây giờ này chỉa mũi dùi vào Trung Cộng về cái con virus này nữa, hoặc là nói là có thể như nó tiếp tục cấm vận, tại vì Trung Cộng đã làm như nào không có minh bạch hóa những cái sự mà tàn phá của con virus này lúc đầu. Thì theo chú thấy cái tiếp tục theo cái con đường đó thì kinh tế của Mỹ hoặc là toàn cầu nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng thêm, đúng không? Thì mình cái đó là chỉ là một phần thôi, cái đó chỉ là một phần thôi. Cái quan trọng hơn nữa đó là cái sự bành trướng và tham vọng của Trung Cộng trên toàn cầu chứ không phải của nước Mỹ không. Cái điều mà tôi lấy làm lạ là rất nhiều các quốc gia Âu Châu đó, mà qua cái vụ virus corona này bây giờ vẫn chưa tôi nói rằng nói chuyện này chưa mở mắt thì cũng không đúng, cũng gần như vậy. Là vì chúng ta thấy nhá, chỉ lấy một cái thí dụ của cái vụ dịch bệnh này thôi. Tất cả các cái cơ quan, những cái hãng xưởng sản xuất đồ y tế từ Mỹ, từ Đức, từ Pháp, từ Tây Ban Nha, từ Ý đều cũng đem qua Trung Cộng cả. Trong khi ấy đó, trong cái tháng riêng và tháng 2 đó, bây giờ những báo cáo thì nó ra công khai và quá rõ không thể chối cãi được. Người tàu đã đi thu mua mấy tỷ cái khẩu trang ở trên khắp thế giới để gửi về tàu. Trong khi các nước như Mỹ, như Pháp, như là Ý đâu chuẩn bị gì đâu. Bây giờ muốn sản xuất không có, bởi xưởng đưa hết qua bên tàu rồi. Rồi tiếp liệu, đồ tiếp liệu nữa. Thành ra cái chuyện này là tôi nghĩ rằng cái đường lối của Tổng thống Trump á, là bây giờ Trung Cộng phải chịu trách nhiệm phần nào, không phải toàn bộ, nhưng phần nào cái hậu quả này. Thứ nhất ấy là chứ, vì... Chứ đưa ra một cái, nếu mà nói về Cali không đó, thì ông Tổng thống đốc của mình cũng đưa ra 1 tỷ để qua Trung Cộng để mua những cái khẩu trang để cho, đúng không? Thì chú thấy đó là mình cũng đã nằm trong cái quỹ đạo của Trung Hoa. Thì nếu mà chú nói như vậy thì bây giờ này nếu mà bắt, ví dụ họ gọi là bắt họ phải đền bù, thì đền bù ra làm sao? Nếu mà chú thấy, nếu mà đền bù gì bây giờ? Thật sự ra đó, thì là Mỹ cũng có nhiều lá bài lắm. Nhưng mà cái này thì tôi nghĩ rằng phải làm cho Trung Cộng hiểu rằng là cái trách nhiệm, họ là một cường quốc đứng thứ hai trên thế giới, và cái tham vọng của họ là muốn đẩy Mỹ xuống thứ hai để họ lên hàng đầu. Cái chuyện đó thì ai cũng thấy, họ làm đủ các thứ và họ đã xâm nhập vào tất cả cái tổ chức quốc tế. Thí dụ như trong Liên Hiệp Quốc nhé, họ đã nắm đầu năm cái cơ quan của Liên Hiệp Quốc rồi. Đó. Rồi thí dụ như cái cơ quan y tế chẳng hạn đấy, thì họ đã
đẩy, tức là cái cơ ngay cái WHO đó đã đẩy Đài Loan ra khỏi cái cơ quan đó nhé. Mà cái đó là theo cái nhu cầu của cái yêu cầu của Trung Cộng. Thì đó là những cái mà ảnh hưởng của Trung Cộng trên toàn toàn cầu. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Donald không phải là tranh đấu cho nước Mỹ không, mà cho toàn bộ khối Tây Âu và những cái nước mà đã là trở nên nạn nhân của cái vụ này. Thì cái chuyện mà kiện nó như thế nào thì mình chưa biết được. Nhưng mà phải tạo một cái, tôi thí dụ một cái điểm rất là cụ thể như thế này này. Khi mà cái người ta nói tới cái trung tâm nghiên cứu về con virus đó, thì nó có cái P2, P3 và P4. Cái phòng thí nghiệm P4 là cái phòng thí nghiệm do người Pháp tài trợ tiền và Mỹ cho tiền nhá, Mỹ cho tiền trong những dự án nghiên cứu ở đó. Tức là tài vụ. Tài trợ đấy. Nhưng mà khi mà Pháp đã tài trợ để xây dựng cái đó, và một người Pháp và một người tàu học tại Pháp, theo nguyên tắc là hai người cùng làm như là chairman, co-chair đó, thì đến khi điều hành đó là họ phớt lờ đi, Pháp không có chỗ đứng nữa. Đó. Rồi đến khi mà cái dịch bệnh nó bung ra đó, thì người ta cho rằng là con virus đó nó có cách nào đó, một accident hay một cái gì đó, nó có thể thoát ra từ cái phòng thí nghiệm P4. Thì lập tức Trung Cộng đã đưa một tướng về thay thế cái vị trí đó liền. Và cho đến bây giờ đó thì người ta đã phá hủy tất cả những cái gì gọi là chứng cớ, những cái gì gọi là di tích, để mà nếu như nhà thế giới đòi hỏi là phải có một cuộc điều tra đó, thì không còn cái di chứng gì để mà điều tra nữa. Thì những cái chuyện đó là bây giờ cả thế giới đều biết rồi. Vừa trình bày theo như cái bài là nói có vẻ là chán cho chú là pro Trump, nhưng mà theo như vậy là chú Không thấy không, cái này mình phải công bằng mà nói, bởi vì bởi rõ ràng đó là cái họa này đó, cái họa này nó có hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề con người chết, nhân mạng. Thứ hai là phá hủy nền kinh tế. Chứ có lần tôi đã nói là bây giờ Tiết hay là tôi rơi vào một cái hoàn cảnh đó, mình có hai cái chọn lựa, một là mình chết vì con virus, hai là mình chết vì chết đói. Thì mình chọn cách nào bây giờ? Dầu mà tôi có sắp chết đi nữa, tôi cũng phải bò ra đường để tôi đi xin hàng xóm cho tôi cái bánh mì, cho tôi chén cơm để tôi ăn, đúng không? Đó. Thành ra bây giờ hai cái nó là hai cái gắn liền với cuộc sống con người. Đó. Chết vì bệnh hay là chết vì virus, thì rõ ràng là bây giờ cả thế giới đang rơi vào cái hoàn cảnh đó. Thành ra bây giờ người ta muốn trong tương lai nó không xảy ra nữa đó, thì phải truy nguyên và tìm cách ngăn chặn, và phải đòi những cái quốc gia mà đã lơ là chống dịch đầu vì cố tình hay là cố ý che đậy hay gì đó, là một cái trách nhiệm phải chịu chứ, đâu phải không? Trở lại thì vấn đề đó là cái câu nói của chú này đó là thế giới có thể chưa mở mắt, nhưng mà chú có nghĩ họ trong cái thời điểm này và trong cái thời điểm mà gọi là đang bị kiệt quệ này, nhưng mà cái hồi phục lại họ có mở mắt không chú, hay là họ có một cái sự chuẩn bị gì, chứ không thể nào mà cứ bị Theo thao túng bởi bên ngoài hoài ở Trung Cộng ngoài, đúng không? tôi thì theo tôi có nghiên cứu lịch sử của tàu, lịch sử thế giới. Tôi cũng bỏ ra nhiều thời gian lắm để nghiên cứu sử, thì tôi thấy như bằng ngắn hạn đó, sau cái vụ dịch vụ này đó, sau cái vụ dịch này thì có thể vài ba năm, 3 4 năm, nhiều lắm là 10 năm là người ta rất là dè dặt khi mà làm việc với Trung Cộng, và Trung Cộng cũng phải dè dặt đừng để cho thế giới thấy những cái dấu diếm của mình. Nhưng mà sau đó thì đâu lại hoàn đó, là vì hai điểm. Điểm thứ nhất là nếu như Trung Cộng vẫn là một nước độc tài như bây giờ, và độc tài, và cái người lãnh đạo của họ thì họ dài vô tận, đúng không? Một cái đảng cầm quyền đó thì không bao giờ chấm dứt. Đúng. Còn các nước dân chủ đó thì thay đổi xoành xoạch liên biên, hết chính phủ này chính phủ kia. Thành ra cái người, nếu mà Tiết có đọc những cái cuốn gọi là Red Book của Mao Trạch Đông đó, và đọc truyện tàu đó, thì họ truyền thông từ đời này đời cha qua đời con qua đời cháu qua đời chắt qua chút chít gì đó. Chào Họ theo đuổi những cái như vậy, nghĩa là ngàn năm.
Thành ra họ tiếp tục theo đuổi, trong khi thế giới bên Âu Tây rất là mau quên. Rồi vì vấn đề lợi nhuận nữa. Tôi là cái người mà có kỹ nghệ và đến năm 2000 tôi phải đóng là vì cái dịch vụ, cái công việc của tôi á, là người ta đưa hết qua tàu. Mà thành ra tôi muốn theo đuổi là tôi phải phải dọn qua tàu. Cuối cùng tôi bảo thôi, mình đã tiệm mình cái shop của mình nhỏ, mình dẹp mẹ cho rồi. Đó, thì cái sự nó như vậy. Do đó một cái thời gian lâu người ta lại quên đi, lại tiếp tục làm ăn với tàu. Và nếu bây giờ tiếp đi du lịch trên toàn thế giới đó, tôi sẽ thấy tổng cộng có vào khoảng gần 200 triệu người Trung Hoa ở rải rác trên khắp thế giới. Dạ vâng, nhưng mà nếu mà chú nói cho dù đi nữa, mình có chừng 10 năm mà tất cả những cái công ty hoặc là những cái chính sách mà thay đổi về Trung Hoa hay là không có chơi với Trung Cộng nữa, thì 10 năm nó cũng thay đổi rất là nhiều chứ. Nó phải có một ảnh hưởng, ví dụ những cái công ty mà nó đem ra khỏi Trung Hoa bây giờ này, nó đưa qua một nước khác. Thì khi mà có những cái công ty... Tất nhiên nó sẽ có cái tình trạng nó xảy ra ngay bây giờ đó. Thí dụ như cái đường lối của Tổng thống Trump đó, là làm sao kéo những cái công ty, đặc biệt là những cái công ty gọi là tính cách chiến lược đó, phải về lại Mỹ. Thấy không? Ví dụ vấn đề y tế hay là vấn đề quốc phòng chẳng hạn, đưa hết qua bên đó, lỡ có chuyện gì xảy ra rồi làm sao ở đây xoay sở được. Cái bài học rõ ràng như là 3-4 tháng qua mình thấy quá rõ đi. Thành ra những cái, nhưng mà vì Mỹ cũng như là các nước Âu Tây ấy, là tất cả những cái công ty ấy, không do quốc doanh, không do nhà nước, mà do tư nhân cả. Mà tư nhân ấy, thì người ta làm ăn là vì lợi nhuận, lợi nhuận vì kiếm tiền. Thành ra người ta nghĩa là tuân thủ Mỹ hay chịu đóng thuế, nhưng mà người ta đưa con tàu người ta vẫn kiếm được lời nhiều hơn. Thì đó là một cái sự thiệt hại. Còn nếu mà những cái công ty quốc doanh như là Việt Nam hay là tàu ấy, thì là nó đâu làm như vậy, nó bắt buộc mà. Còn ở đây thì người ta thế giới tự do, thì đó là hai cái khác nhau hoàn toàn như vậy. Thành ra tôi nói rằng là bề dài đó, đường lâu đó, thì là người Tây phương cũng dễ quên lắm. Nhưng mà qua cái vụ này thì thế nào có một cái khoảng thời gian nào đó, ngoại trừ là nước Trung Hoa có những biến động lớn, thay đổi trở thành một nước dân chủ, hay là nó có thể vỡ ra làm 3-4-5-7 nước nhỏ chẳng hạn đó, thì nó khác. Còn chừng nào còn độc tài đó, thì tôi nghĩ rằng là rồi các cái nước, các cái nhà kinh doanh buôn bán đó, họ lại cũng quay trở lại để họ làm ăn đó. Thì đó là cái mà tôi suy nghĩ như vậy. Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Để cái chúng ta hôm nay chấm dứt ở đây, thì như chúng ta đã biết, hy vọng là có một cái nạn dịch kế tới sẽ không xảy ra tại Trung Cộng, mà nếu mà xảy ra Trung Cộng, hy vọng là không có bị chém, không có bị là ém nhẹm như bây giờ này, đúng không? Thì vâng, hy vọng như vậy. Và tôi nghĩ rằng các nước, đặc biệt là những nước nạn nhân đó, họ cũng phải nên thận trọng. Và cái chính là bây giờ phải thay đổi có tính cách toàn cầu, chứ không phải là thay đổi cục bộ đâu. Cảm ơn Tiết và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều.